Tức là muốn lập được cái bộ bảo chính này rồi này thì trước hết là em lưu ý là em đã phải cân đối cho chị cái bảng đối tài khoản rồi nhá, nhớ không? Hôm trước chị cho ghi cái mục một là bảng đối tài khoản ấy mà chị bảo mình không nộp một mình ý chưa? Đấy, bảng đối tài khoản thì như vậy điều kiện để bắt đầu lập được báo cáo tình hình tài chính là đã phải lập được bảng đối tài khoản rồi, cân đối rồi nhá. Như hôm trước chị dạy em đấy, hôm nay thì mình sẽ vào báo cáo này, chọn báo cáo tài chính này, báo cáo tình hình tài chính là một cái mẫu trong cái bộ báo cáo tài chính 7 loại mà chị đọc cho em đấy. Thì có hai loại B01A và B01B thì mình chọn cái nào cũng được nhá. Đấy, thông thường chị sẽ chọn B01A, cơ bản thì như nhau thôi. Rồi, em đánh cái năm mà mình hạch toán của mình đang làm lại năm 22 thì em chọn năm 21 nhỉ. Năm 21 đó. Ừ, từ 21 trước nhá. Thì 2223 làm tương tự nhá. Khi mà cái lãi hay lỗ thì nó cái chỗ mà quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hôm kia ấy. Đấy, cách lập thì nó có khác nhau một chút đấy. Tuy nhiên thì lên được cái lãi lỗ xong xuôi rồi thì lên báo cáo tài chính như này. Báo cáo tình hình tài chính này nó sẽ gọi là tự động nó sẽ nhảy thôi. Em đánh từ 1 tháng 1 nhé. Đó, năm 21 rồi em ghi chị này. Cái báo cáo tình hình tài chính này nó không nộp một mình. Chị ghi cho em trong cái mục 7 loại đó là nó nằm ở mục số 3. Sau cái bảng đối tài khoản và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không? Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì mình kết xuất ra rồi chờ để nộp nộp lại nhé. Tóm lại là mình sẽ nộp riêng cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, còn bảng cân đối tài khoản thì chờ đến đây để nộp kèm với cái báo cáo tình hình tài chính luôn. Ừ, như vậy mình ghi là báo cáo tình hình tài chính này không nộp một mình mà nó sẽ đính kèm với các phụ lục, gọi là phụ lục nhưng đúng ra nó là các cái mẫu khác thôi, đính kèm với một các cái mẫu khác hay còn gọi là phụ lục cũng được. Đó là thứ nhất là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này của mình ấy trong cái danh sách 7 loại đó là mục số mấy nhỉ? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mục số 4 chị ạ. Ừ, rồi đánh dấu luôn nhá, em mở ngoặc không mở là mục số 4, mục 4 trên 7 đấy. Rồi tích vào ô này nhá. Như vậy nó đính kèm với mục thứ nhất đó là cái báo cáo tình tài chính, em thấy nó mờ đi này, đúng không? Là mình đang mặc định mình đang vào mẫu này rồi thì nó sẽ mờ. Còn mình muốn đính kèm thêm cái gì nữa thì mình sẽ tích, sẽ in đậm hơn, tích vào cái ô vuông này. Rồi mẫu tiếp theo mình cần đính kèm đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, xem luôn mục số mấy nhá. Thì ghi vào vở luôn, số 5 chị. Đã là trực tiếp rồi sẽ không chọn gián tiếp nữa nhá. Chọn mục cuối cùng đó là bảng cân đối tài khoản, tích vào ô này, nó là mục số 1 luôn đấy, đúng không? Thì hôm mà mình làm mục số 1 là bảng cân đối tài khoản, mình cân đối tính hợp lý hợp lệ đúng sai đấy, thì mình đã làm rồi. Nhưng chị bảo là cái đấy nó không nộp một mình để chờ để đến đây để nộp cùng, nộp kèm em này. Và nhớ là bảng cân đối tài khoản này phải là cái bảng mà mình đã gọi là hạch toán đủ các cái chỉ tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp rồi nhá. Thế cho nên chị mới đọc là mục 1 là bảng cân đối tài khoản, mục 2 là tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đấy. Chứ mình mà để tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ra sau là nhiều khi nó bị sót cái chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp trên bảng đối tài khoản. Đó, thì khi tích vào đây thì nó sẽ hỏi mình có hiển thị số dư hai bên trên bảng đối tài khoản không, thì mình nhấn tích vào ô này luôn. Bởi vì mình cho hiển thị số dư hai bên cho nó thể hiện những cái tài khoản nó lưỡng tính, đúng không? Ở đây em bị chọn sai ngày 31 tháng 12 năm 21 nhá, nó bị báo đỏ. Rồi, ok. Thế ngày lập thì cứ kệ nó thôi. Thế là mình lập lại năm 21, 22. Rồi, ok, đồng ý nhá. Yeah. Nhìn năm 21 của mình mới thành lập cho nên là chưa phát sinh mấy, đúng không? Em ghi cho chị nhá. Thì cái em nhìn này, nhìn cái báo cáo tình tài chính này là cái chính của nó hiện đầu tiên, đúng không? Mục số 3 ấy. Chính này nó hiện đầu tiên, sau đó xuống dưới này, kèm các những cái phụ lục mình đính kèm này, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp này, đúng không? Chị sẽ đi giải thích từng mục trong những cái mẫu này. Tuy nhiên em nhìn cái tổng quát đã, còn cái bảng đối tài khoản mình đính kèm cuối cùng nhá. Làm đầu tiên nhưng mình lại đính kèm cuối cùng, bộ đủ bộ như này. Chắc là em tải trên hệ thống thuế điện tử về cũng thấy rồi. Cái báo cáo tình tài chính thì nó sẽ nằm đầu tiên, xong nó sẽ kèm các cái phụ lục, nó ghi là PL đấy, đúng không? Ví dụ phụ lục bảng đối tài khoản, phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh vân vân ấy, đúng không? Ok. Đó, thì em ghi cho chị nhá. Em ghi này, cái báo cáo tình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ là mục 3, 4, 5 ấy, ba cái mục đấy, thì nó sẽ được nhặt toàn bộ số liệu được nhặt số liệu từ bảng đối tài khoản mà lên đấy. Bởi vì sao nhỉ? Trên bảng đối tài khoản nó thể hiện tất cả các tài khoản phát sinh rồi số dư đầu kỳ cuối kỳ từ tài khoản loại 1 đến loại 9, đúng không? Mà các cái mẫu này thì cũng cứ nhặt các cái chỉ tiêu từ loại 1 đến loại 9 này thôi, nhưng mà nó có tính chất tổng hợp hơn nhá. Ví dụ như là tiền và các khoản tương đương tiền chẳng hạn, thì nó sẽ nhặt cho mình số dư của 111 cộng với 112 trên bảng đối tài khoản. Tức là nó nhặt nhưng mà nó có tính chất tổng hợp hơn. Em hiểu với chị không? Chứ nó mà lại nhặt y nguyên như bảng đối tài khoản nữa thì nó lại trùng nhau, cho nên là nó sẽ nhặt những cái chỉ tiêu nó tổng hợp và mang tính chất đặc trưng đấy. Ví dụ tiền và tương đương tiền, nó nhặt 111 số dư 111 cộng 112 đó. Thì cái chi tiết thì mình đã có bảng cân đối tài khoản rồi, nên đây mình chỉ tổng hợp lại thôi. Rồi chị thấy ví dụ tí nữa chị sẽ đọc từng cái chỉ tiêu, không sót chỉ tiêu nào nhé.
Nhưng mà đấy là chị đang lấy cái ví dụ mà nó mang tính chất tổng hợp ấy nha. Đó là việc đấy là cái ví dụ điển hình, hoặc là ví dụ như là của em công ty vận tải nó không có hàng tồn kho đâu, nhưng mà nếu mà các cái loại công ty khác ấy, thì chỉ tiêu hàng tồn kho nó sẽ cộng bao gồm là 1 năm 2, 1 năm 3, 1 năm 4, 1 năm 5, 1 năm 6 chẳng hạn, tổng hợp hết, nó nhặt trên bảng đưa tài khoản nó tổng hợp hết vào cái chỉ tiêu hàng tồn kho này nha. Cho nên chị lấy ví dụ nhá, bây giờ chị sẽ đi đọc từng cái chỉ tiêu nó cụ thể như nào. Em đã ghi cái câu là nó nhặt từ bảng đưa tài khoản, nhưng cái nhặt mang tính nhất tổng hợp chưa, ghi câu đấy vào vở nhá. Vâng, anh ghi nó. Ừ.